Ngoài hai yếu tố là phải có kế hoạch cụ thể và trong thời gian nhất định và cần có người hướng dẫn, thì còn có hai yếu tố khác nữa ảnh hưởng đến không nhỏ đến cái sự thành công của các bạn. Đó là không, gọi là không có đi sát với cái kế hoạch. Và cái thứ hai nữa là cái mà cái hệ thống của bạn á, là bạn không có hoặc là bạn yếu về bên hệ thống. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lò Khởi Nghiệp, mình là Michael Tâm Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ phân tích với các bạn tại sao khi mà bạn đã có kế hoạch rồi mà bạn không có đi theo nó, có nghĩa là bạn không có stick với nó, là nghĩa là bạn không có dính với cái kế hoạch của bạn, hoặc là bạn không có, gọi là bạn không có kiểm tra, hoặc là bạn không nhìn đến nó, hoặc là bạn cứ lan man, bạn đi vòng 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 vòng, bạn kiếm chỗ này, kiếm thành công ở chỗ này, thành công ở chỗ khác. Nhưng mà kế hoạch bạn đặt ra rồi, bạn không có, gọi là mỗi ngày bạn không có nhìn nó, bạn không có so sánh nó, và bạn không có, gọi là không có đụng đến nó mỗi ngày, hoặc là bạn cứ làm lan man, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự thành công của các bạn. Còn một cái lý do nữa đó là bạn không có, hoặc là bạn thiếu cái hệ thống. Có nghĩa là bạn có một cái sự kinh doanh, có cơ sở kinh doanh tốt, nhưng mà bạn không có đủ nhân lực, bạn thiếu cái vấn đề gọi là cái hệ thống các bạn. Tại bạn tạo ra cái hệ thống kinh doanh, chứ bạn không có tạo ra một người làm kinh doanh. Bạn không thể nào tạo ra kinh doanh, bạn vừa làm chủ, bạn vừa làm nhân viên, bạn là làm người giao hàng, bạn làm là người kế toán, bạn là người thủ kho, bạn là người nhân viên kỹ thuật, bạn không thể một mình mà làm hết được các bạn. Bạn thiếu hệ thống. Cái hệ thống ở đây có nghĩa là bạn phải thuê những người khác, người ta vô, người ta phụ bạn, người ta làm để cho bạn rảnh rỗi, bạn nghỉ ngơi, bạn có những cái dự án kinh doanh tiếp theo, hoặc là bạn có được những cái chiến lược, tầm nhìn chiến lược để cho bạn có được những cái chiến lược kinh doanh dài lâu dài hạn các bạn. Chứ bạn không thể nào là cứ ăn rồi bạn cũng nghe điện thoại, trực điện thoại, rồi alo cho khách hàng cũng bạn, chốt sale cũng là bạn, đi giao hàng cũng là bạn. Thì bạn nghĩ sao? Cơ sở kinh doanh đó làm sao mà tồn tại lâu được các bạn? Có thể là những người mới ra nghề, những bạn mới ra nghề bắt đầu làm thì cực khổ như vậy, mình biết, mình đã từng như vậy. Ok, chấp nhận trong thời gian đầu 6 tháng 1 năm, cao lắm là 2 năm, nhưng mà sau đó bạn phải thuê người. Không thể nào một người làm tất cả các bạn, bạn không phải là Superman. Bạn là người bình thường, bạn cần phải có hệ thống để nó phụ bạn. Cái hệ thống này á phải rõ ràng các bạn, cái hệ thống này nó giúp bạn định hình được bạn đi. Bạn ví dụ như bạn cần một cái người vạch định chiến lược cho bạn, thì cái hệ thống này nó nhìn vô cái đó và bạn biết bán hàng cần phải bao nhiêu người và bán mỗi ngày bao nhiêu, bạn nhìn vô đó bạn biết. Còn kế toán thì cần sao? Kế toán là cần mỗi tháng phải kiểm tra rồi phải biết được, báo lại cho sếp, báo được cho cái nhân viên, cái người nào quản lý coi coi tháng này doanh số của công ty như thế nào, hoặc là sale cần phải tăng nhân viên sale, hoặc là cái đội ngũ mà gọi là đội ngũ tiếp thị là phải như thế nào, marketing như thế nào, nguồn quảng cáo, nguồn marketing nào mình bán được nhiều hàng nhất, phải tập trung vô cái đó. Chứ các bạn mà không phân tích, các bạn mà cứ quảng cáo tràn lan, dồn tiền ra, báo cũng quảng cáo, social network, Facebook cũng quảng cáo, Google cũng quảng cáo, rồi quảng cáo trên TV cũng quảng cáo trên radio cũng quảng cáo trên báo bình thường, có tạp chí, có cái gì bạn cũng có hết, nhưng mà cuối cùng bạn không có đi, gọi là đi sâu vào vấn đề nào, thì cái đó là cái lỗi của bạn, cái đó là cái mà bạn gọi là đi rộng quá không tốt, bạn phải đi mạnh, đi sâu, đi tập trung đó các bạn. Cái hệ thống của bạn nó giúp bạn nhìn vô cái hệ thống là bạn biết, giúp bạn để các bạn nhanh chóng đi đến đích. Cái hệ thống này á nó giúp bạn biết được bạn đi về đâu, bạn đang ở đâu trước đã. Đầu tiên là bạn đang ở đâu, bạn thiếu cái gì. Ví dụ như cái kế hoạch mình nói bạn muốn cần 1 triệu đô, thì bạn đang ở đâu? Bạn đang là số 0, hay là bạn đang ở chỗ 100 ngàn, hay bạn chỗ là 200 ngàn? 200 ngàn thì bạn thiếu 800 ngàn, thì nó biết được where are you, có nghĩa là bạn đang ở đâu, rồi where do you want to go, nghĩa là bạn muốn đi đến cái đích là 1 triệu đô. How to get there, làm cách nào từ từ 100 ngàn đi đến 1 triệu đô đó bạn. Cái hệ thống này nó giúp bạn được, chứ bạn đi lang thang không có hệ thống, không có người giúp, và không có stick vô cái kế hoạch, hoặc là bạn không có on track,
nghĩa là bạn không có nằm ở trên cái đường ray á, xe lửa nó đi chỉ một đường thôi các bạn. Mình mong là các bạn đừng có giống như như những cái người lang thang, bạn hãy leo lên chiếc xe lửa đi, xe lửa nó chỉ một là đi đi cà vèo về đích, hoặc là bạn bay máy bay nó nhanh hơn các bạn. Bạn đừng có đi xe đạp nha, đi xe đạp không biết bao giờ để đích, và cũng đừng đi bộ luôn, cần phải đi xe lửa nó có nhiều cái đoàn toa xe, và đi xe đò hoặc là đi xe khách nó có nhiều người đi cùng với bạn, và bạn có thể đi máy bay thì càng nhanh nữa các bạn. Đó các bạn, khi nào cần sử dụng tiền thì bạn phải sử dụng tiền, khi nào không cần sử dụng tiền nhiều thì bạn cũng không cần, tới đó nó tùy mà nó linh hoạt các bạn, nhờ những cái đó bạn mới thành công. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn các bạn, phải sử dụng đồng tiền hợp lý và tiền chi ra nó phải chất lượng các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Đó là những cái lý do mà giúp bạn để đến với mức thành công. Hy vọng là bạn đừng có mắc lỗi trong nào, và hãy lập kế hoạch và đi theo nó. Phải đã lập kế hoạch rồi, bỏ thời gian ra lập rồi, phải đi theo nó các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau.